Hôm nay tổ 4 chật chật nha. Bộ ba phép thuật Tiểu Ân, Ara và cả Nam Luân nha. Mà hôm nay Luân đi học buổi đầu tiên cho nên được miễn nha. Ủa gì? Ủa sao miễn? Bê đê hả gì được miễn? Trời ơi trời. Không sao, để mình làm cho. Rồi, ok, xong, đi về. Yeah, yeah. Đi về, đi về. Mấy bạn không chịu chụp nhật hả? Không có. Thật ra tụi này chỉ định nó đi vệ sinh một tí thôi rồi sẽ quay trở lại. Đừng có căng như vậy chứ. Lái xuống luôn liền. Dơ. Đi 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 cho rồi đó. Tụi sớm đi nha. Nha. Chị em đi đái thôi. Bạn bị nhớt rồi, nhưng mà đi giật. Nhà vệ sinh mà không hôi không lạ. Ghê. Ê, tính ra bữa nay bán được 30 bịch luôn. 20 bịch. Ủa sao vậy? Mày ăn hết 10 bịch rồi. Trời ơi, bán vậy là có gì tao lời đó quỷ. Buông ra. Trời ơi, má mày cầm tiền mà mày đi đi. Mày hôm nay mày bán thành. Tao nói gì vậy Thanh? Ai hả?